Rồi, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu cái môn thực tập kỹ thuật số vi điều khiển bằng cái module gọi là GPIO đi, là cái module xuất tín hiệu số và đọc tín hiệu số. Được chưa? Như vậy thì ngoài thực tế thì thường thường người ta sẽ làm cái dự án về lập trình nhúng, lập trình vi điều khiển, người ta làm mấy khâu sau đây. Khâu số 1 là người ta sẽ làm một cái khâu gọi là khảo sát nha bạn ha. Người ta làm một cái khâu gọi là khảo sát phần cứng. Nha. Tôi viết bằng chuột nó hơi chậm một tí đó, khảo sát phần cứng, được chưa bạn ha, khảo sát phần cứng đó, xem coi là cái phần cứng nó kết nối như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự hiểu biết về phần cứng của chúng ta nó có đúng hay không là cái số 2, được chưa bạn ha. Chúng ta sẽ làm cái khảo sát phần cứng. Sau khi chúng ta làm khảo sát phần cứng xong thì chúng ta sẽ chuyển qua bước số 2 là chúng ta sẽ xây dựng cái thư viện nha bạn ha. Xây dựng cái thư viện tức là chúng ta sẽ viết ra những cái hàm, được chưa, để mà sử dụng cái phần cứng đó. Ok không các bạn ha? Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện đó để mà áp dụng cho những cái yêu cầu của khách hàng đó, thì nó sẽ phải qua cái bước thứ hai là chúng ta phải xây dựng cái thư viện. Cái bước số 3, sau khi chúng ta xây dựng thư viện xong thì chúng ta sẽ tiếp tới cái bước là viết cái yêu cầu khách hàng, được chưa, yêu cầu của khách đó, yêu cầu của khách hàng họ yêu cầu cái gì thì mình sẽ dùng thư viện để mình viết. Ok mấy bạn ha, mình sẽ dùng cái thư viện để mình viết ra đó. Tóm gọn lại ba bước như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước số 1 này trước, là chúng ta sẽ khảo sát phần cứng và mình sẽ dùng một cái module để mình khảo sát, được chưa? Chắc chúng tôi lấy cái module ở bên tay trái của tôi đây để chúng ta bắt đầu tiến hành khảo sát. Rồi, vì vậy thì khi mà khảo sát thì chúng ta phải có sơ đồ nguyên lý, và trong cái phần mà cái lớp học của chúng ta mình đã để sẵn cái sơ đồ nguyên lý rồi. Ok không em ha? Như vậy chúng ta sẽ mở lên, nó là cái MIMO 1 nha em ha. Cái sơ đồ nguyên lý là MIMO 1. Được chưa? Sơ đồ nguyên lý là cái bo mạch màu xanh xanh đó, đây là sơ đồ nguyên lý của cái bo mạch màu xanh đây, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ khảo sát, thì mình nhìn vô đây nó nhiều quá, bây giờ mình làm cái gì thì mình khảo sát cái đó chứ chúng ta không có khảo sát lung tung nha bạn ha. Chúng ta cần cái module nào chúng ta khảo sát cái đó, thì ở đây cụ thể là mình sẽ cần cái là digital input với lại là digital output, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ đi khảo sát hai cái module này. Đầu tiên chúng ta khảo sát trước cái module Digital Input. Như vậy mình phải mở lên mình nhìn coi. À, như vậy là ở đây chúng ta xác định trước. Đây là Digital Input ở đây. Đây người ta ghi rất là rõ đây nè. Digital Input Connector nè. Bạn thấy không? Đó. Và ở đây là một cái connector đối chiếu với lại trên cái sản phẩm thực tế. Thì nó là một cái domino màu đen nguyên cái hàng đó mấy bạn thấy không? À, nguyên cái hàng domino màu đen. Được chưa? À, nguyên cái hàng domino màu đen trên cái cục xanh xanh, cái cục giống như cục BOC vậy đó, được không bạn ha? Đó là cái domino màu đen đó. Rồi, domino thì nó đánh số là từ 1 cho tới là 18 ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái module input của chúng ta là cái gì. Rồi, cái đó là cái sơ đồ màu xanh, sơ đồ cái mạch màu xanh. Rồi từ cái mạch màu xanh này nó mới nối ra cái thiết bị, ví dụ như là cái chạm băng tải thì là cái mô hình này, ví dụ như là cái chạm xi lanh khí nén thì nó ra cái hình này nha bạn ha. Xi lanh khí nén nó ra cái hình này, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử input, đúng không? Chúng ta nhìn đây, chúng ta sẽ lấy đối chiếu từ cái domino màu xanh màu đen của chúng ta là digital input ở đây. Rồi đầu tiên cái chân 18 mà người ta gọi cái nhãn của nó là L cộng, và người ta nối vô 24V. Mấy bạn có nhìn thấy cái chân đầu tiên đây không? Rồi, tiếp theo, bây giờ mình nhìn cái nút nhấn B1 ở đây, P1 ở đây. Đó, P1 ở đây, nhấn vô. Rồi, nó được nối vô cái domino, nha bạn ha. Này, nó nối dây vô domino nè. Và mặt đầu kia của nút nhấn thì người ta gắn xuống máy đây mấy bạn. Gắn xuống máy đây. Gắn xuống không, mấy bạn thấy không? Đầu kia người ta gắn xuống không, được chưa? Như vậy thì khi mà nhấn nút lại, thì cái chân chân chỗ 15 này nó sẽ nối xuống đâu? Nó sẽ nối xuống không?
đúng không mấy bạn ha? Đây nè, đây cái nút nhấn nè, nó xuống không nè, đó được không, được không? Đó, khi mà nhấn thì cái này là đóng lại đúng không? À, và ở đây nó sẽ nối xuống không, rồi được chưa? Và ở đây người ta đặt cho nó cái nhãn là PD11, đây là cái nhãn của cái domino, được không mấy bạn ha? Như vậy là một bên là nối với nút nhấn. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái sơ đồ bên đây. Như vậy là cái nhãn PD11 là chỗ này, là chân 15 ở đây, ok mấy bạn? Thì trên cái PCB người ta lại nối đi vô đây, nối đi vô đây đúng không, là nối đi vô đây, rồi người ta nối đây, nối đây, nối đây, rồi người ta nối đi lên đây, nối lên đây qua một cái điện trở, rồi qua cái chân chỗ này đây, ở đây cái khúc này là mạch lọc thôi, được chưa? Và ở đây là nguồn bao nhiêu đây mấy bạn? 24V đúng không? Rồi người ta nối đây qua đây, nối đây qua đây, nối qua đây. Đây là cái thiết bị opto cách ly BC817, được chưa? Thiết bị này thì hoạt động như thế nào? Thiết bị này hoạt động là khi mà có đèn sáng ở đây thì cái công tắc ở đây nó sao mấy bạn? Nó đóng lại đúng không mấy bạn ha? Khi có đèn sáng thì đây nó đóng lại, được chưa? Như vậy thì ở đây mình đặt một câu hỏi là ở đây nối lên 24 thì ở đây mấy volt hay mức tín hiệu nào thì nó sẽ sáng cái đèn chỗ này mấy bạn? À là không đúng không mấy bạn? Một đầu này 24, đầu kia qua cái điện trở, qua con led, qua không thì nó sẽ sáng đúng không? À như vậy là ở đây là sáng, là 0V thì nó sẽ sáng. Mà ở đây thì nối với lại cái gì mấy bạn? Nối với lại cái nút nhấn đúng không mấy bạn ha? Đúng không? Hồi nãy người ta nối với cái nút nhấn, và nút nhấn này người ta nối xuống xuống mấy? Xuống 0V đúng không mấy bạn ha? Đây là ví dụ như đây là B1 của chúng ta đây. Như vậy thì khi mà người ta nhấn nút thì ở đây là 0V và đèn nó sẽ sáng, đúng không? Như vậy ở đây tóm lại là chúng ta khảo sát, chúng ta thấy là nhấn nút thì đèn sáng, đèn ở bên trong cái BC817 này sáng. Rồi, khi cái đèn nó sáng thì nối qua bên đây thì cái công tắc bên đây đóng lại. Khi công tắc bên đây đóng lại, ở đây là mấy volt đây? Chỗ này nè, 24V đúng không? À, đi qua bên đây, qua bên đây, qua bên đây xuống không, qua cái điện trở chỗ này. Như vậy thì khi cái chỗ này đóng lại thì cái chỗ này nó sẽ được nối xuống mấy mấy bạn? Nối xuống mấy? Đây nó vẽ đây số mấy đây? Phải 0V không? Đúng không mấy bạn ha? Rồi khi đóng lại thì đây nối xuống không. Và khi hở ra thì sao? Tức là đèn không sáng thì sao? Thì nó nối xuống mấy? Thì nó nối mấy? Ở đây hở ra rồi đúng không mấy bạn ha? Hở ra thì nó nối lên mấy? Lên 24V, được chưa? Như vậy là khi nhấn nút thì chỗ này nối xuống là 0V. Nha bạn ha. Nhấn nút thì chỗ này nối xuống 0V đây. Đó. Rồi, chỗ này là cái chân chỗ này. Kéo xuống đây. Rồi, kéo hơi xa. Rồi, kéo hơi xa nha. Rồi. Ok không? Rồi, đi vô chân số 4 của IC này. IC này là IC 54174LS541 nha bạn ha. Con IC này có tác dụng là đệm thôi, tức là ở đây mức 0 thì đầu ra này là mức 0. Được chưa? Ở đây mà mức 1 thì đầu ra nó là mức 1. Được chưa? Nó chỉ có tính chất là đệm thôi các bạn. Tức là vào như thế nào thì ra như thế đó. Được không các bạn ha? Đó, nó chỉ là đệm thôi. Được chưa? Rồi. Rồi, người ta sợ là hư hỏng gì đó ở phía trước nó kéo theo hư hỏng phía sau á, hoặc là người ta có thể là ngăn chặn cái tình trạng là quá dòng, quá áp gì đó. Được chưa? Thì người ta đệm qua cái con IC này. Rồi, nói tóm lại là từ bên đây nó sẽ dẫn qua bên đây. Dẫn qua bên đây. Rồi, ở đây nó có một cái đèn nối từ 3V3 chạy qua đây. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Được chưa? Rồi, nối vô đây. X2A. Ok mấy bạn ha, X2A. Rồi, ở đây là X2A thì nó sẽ nối vô con vi điều khiển.
Ở đây chúng ta nhìn ở đây là x2a và ở đây cũng là x2a đây. Như vậy là nó chung nhãn là nó sẽ được nối với nhau. x2a là cái chân này. Được không các bạn ha? Chân này chính là chân BD mấy đây? BD11 nha bạn ha. Ở đây là chúng ta là x2a đây. Đó. Được chưa? Như vậy là nó nối một hồi tới con vi điều khiển ở chỗ này. Và ở đây cũng là BD11, nó trùng với cái nhãn trên cái domino của chúng ta luôn. Được không? Người ta đặt như vậy cho nó thuận tiện cho chúng ta. Đó là cái mô đun phần cứng. Mình khảo sát cái mô đun phần cứng. Như vậy nói tóm lại ở đây, sau một hồi khảo sát thì chúng ta thấy là khi mà nút nhấn người ta nhấn vô một cái thì con vi điều khiển nó sẽ đọc được mức logic mấy? Mức cao hay mức thấp? Cao hay mức thấp? Nhấn vô đèn sáng, đèn sáng công tắc này đóng lại, công tắc này đóng lại là chỗ này không, được chưa? Chỗ này không thì là bên đây không, bên đây không, nối vô con vi điều khiển thì vi điều khiển đọc được mức mấy? Mức không, được chưa? Nói tóm lại là khi nhấn vô thì con vi điều khiển đọc được mức không. Ok mấy bạn ha. Đó, rồi. Như vậy ở đây người ta yêu cầu mấy bạn là vẽ lại cái sơ đồ nguyên lý khối digital input. Thì chúng ta lấy cái cây viết ra, chúng ta có thể vẽ lại giống giống như là cái sơ đồ nguyên lý kia, được chưa các bạn ha? Rồi, ví dụ như ở đây tôi vẽ lại thử là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái domino ở đây. Ở đây tôi dùng con chuột cho nên là vẽ nó hơi xấu, mấy bạn vẽ trên tập nó có thể là nó đẹp hơn nha. Rồi. Đây. Này. Đây. Rồi. Rồi, ở đây là cái nút nhấn. Rồi, ở đây là 0V. Rồi, cái nút nhấn mình đây mình ghi là B1 đi. Rồi, ở đây là B, D, cái nhãn đó mấy bạn, 11. Ok mấy bạn ha. Rồi, ở bên đây là phía bên cái bo. Được chưa? Phía bên cái bo. Rồi, cái phía bên cái bo của chúng ta, chúng ta sẽ nối qua anh BC817 ở đây. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải vẽ con BC817 vô. Đây, BC817. Các cái thành phần lọc đồ này kia mấy bạn có thể vẽ vô cũng được, không vẽ vô cũng không sao. Rồi, BC817 thì đầu này người ta nói lên là 24V. Các bạn ha. Đầu này người ta nối vô 24V và đầu kia người ta qua một cái điện trở 1,8 gì đó. Qua một cái điện trở 1,8 gì đó, ký gì đó, 1,8 ký. Đó. Đấy. Rồi bên đây là cái opto BC817 ở đây. Tôi vẽ đây gì nữa, hồi mấy em vẽ lại theo mấy em vẽ vô nha. BC Ups. 817. Được không? Rồi, ở đầu bên đây là 24V gắn qua, như vậy là ở đây cũng là 24V luôn. Gắn qua đây hình như là 10 ký chứ không phải là 100 đâu. Các bạn ha. 10 ký 24. Sơ đồ nguyên lý người ta nhầm á. Rồi, ở đây nó vô chân con vi điều khiển và ở đây nối xuống 0V nha bạn ha. Đây, nối xuống 0V này. Rồi, ở đây nối vô con vi điều khiển thì trước khi mà qua con vi điều khiển thì người ta lại đi qua một cái anh nữa là cái anh 74LS541. Úp. 74LS541. Được chưa? Ở đầu vào là A và đầu ra là Y. Nhớ bạn ha, đầu vào là A, đầu ra là Y. Được chưa? Rồi, sau đó thì người ta có một cái đèn LED, người ta gắn lên 3.3 chỗ này nữa. Cái đèn này là gắn trên cái bo màu xanh xanh luôn. Đây. Đó. R ở đây. Đây là 3.3.
vẽ bằng con chuột nó không đẹp lắm, được chưa? Rồi sau đó người ta sẽ gắn vô con vi điều khiển ở đây. Đó. Đây là STM32. Nha bạn ha. Và ở đây mình gắn vô cái chân là BD11. Nha bạn. Như vậy là ở đây BD11, bên đây cũng BD11. Được chưa? Đó. Đây là chúng ta hoàn thành xong cái việc khảo sát digital input cho một cái nút nhấn. Những cái nút nhấn còn lại trong cái bo này thì mấy bạn sẽ để ý là nó cũng giống giống như vậy thôi. Tức là đây, tôi mở qua đây, B2, B3, B4 và cái switch nó cũng giống giống vậy thôi. Nó nối vô BC6, BC7, BE gì gì đó, được chưa? Thì bên đây nó cũng nối theo nguyên một dàn input vô đây, được chưa? Đó, mấy bạn có thể xem ha, có thể xem cụ thể hơn. Rồi, tiếp theo cái phần còn lại là để mấy bạn khảo sát thêm nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần là digital output để chúng ta vẽ cái sơ đồ nguyên lý và chúng ta giải thích. Tiếp theo là cái khối digital output ở đây. Này, tô vàng lên cho các bạn dễ nhìn đây. Digital output, được chưa? Rồi. Digital output thì nó sẽ gắn với ngõ ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái ngõ ra bên đây. Ngõ ra bên đây. Chúng ta xem. Được chưa? Rồi. Rồi, ngõ ra thì trước mắt ở đây chúng ta sẽ khảo sát cái đèn D1 với D2. Mình nhìn cái đèn D1 với D2 đó. Ví dụ cái kia nó đang chớp 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 đó. Bạn thấy không? Đó là cái đèn đó. Ok ha, là hai cái đèn người ta gọi là D1 và D2. Rồi, đầu tiên cái chân số 1 là cái chân C1 ở đây. Người ta gắn vô là gắn vô 0V nha bạn ha. Cái này quan trọng mấy bạn chú ý. Rồi, cái đèn D2 ở đây người ta gắn vô là 24V một đầu. Và một đầu là người ta gắn vô BA7 ở đây. Như vậy mình sẽ khảo sát một cái chân này đi. BA7. Cái chân BB0 họ để trống. Ok không? B0 để trống thì kệ họ. Ở đây mình khảo sát cái nào mình quan tâm thôi. Đó là cái D1 và cái D2 của tôi. Được chưa? Vậy là 24V gắn vô đây thì cái đèn nó sẽ sáng khi nào mấy bạn? Khi cái đôi chân này là mấy volt đây? Chân này sẽ là 0V đúng không? Đúng không mấy bạn? 0V thì một đầu là 24, đầu không mới sáng được. Hai đầu 24 có sáng được không? Không được, đúng không? Đấy, hai đầu 24 là nó sẽ không có dòng điện chạy qua. Rồi. Rồi, như vậy là chúng ta khảo sát bên phía bên tải. Sau đó chúng ta trở qua bên đây. Ở đây là cái chân BA7 hồi nãy chúng ta đang nghiên cứu ở đây. Được chưa? BA7 đây. Đấy, chúng ta đang nghiên cứu. Và hồi nãy mình nghiên cứu thì mình thấy là gì? Họ gắn vô cái đèn, đúng không? Và họ treo cái đèn này lên trên. Đây, đèn đây. Đèn đây là D1. Và họ gắn ở đây là 24V. Đó, họ gắn đây là 24V. Được chưa? Rồi, kéo lên trên đây. Trên đây. Kéo lên trên đây. Kéo lên đây. Lại gặp một anh opto nữa, BC817 để cách ly nữa, được chưa? Và ở đây người ta gắn vô đây. Đây như thế này. Gắn vô đây. Vô đây. Đó, ở đây là chân V cộng, được chưa? Hồi nãy mình đã lưu ý rồi, cái chân số 1 chỗ này là chân V cộng, bên kia người ta nối đi đâu rồi mấy bạn? Bên kia người ta nói đâu mấy bạn còn nhớ không? Người ta nói đi đâu? Người ta nói vô không nè mấy bạn thấy không? À, người ta nói vô không nha. Như vậy là ở đây người ta nói cái chân này vô là RND nha các bạn ha. Đó, ta nói vô không nha các bạn ha. Như vậy V cộng sẽ là mấy volt mấy bạn? Sẽ là 0V nha. Ok không? V cộng sẽ là 0V nên ta nói vô không nè. Rồi, kéo lên đây, như vậy ở đây V cộng là 0V nha các bạn ha, được không? Như vậy thì cái đèn nó nối từ 24 nối qua cái đèn và chân còn lại thì nối vô đây, ở đây là 0V. Như vậy thì khi nào cái opto này nó đóng mạch ở bên đây lại thì nó sẽ nối 0V qua đây, đúng không? À, và như vậy cái đèn nó sẽ sáng, đúng không mà ha? Mà cái transistor này nó đóng lại khi nào? Khi cái đèn này có dòng điện, đúng không?
là nó sẽ sáng. Như vậy đèn này có dòng điện khi nào? Ở đây một đầu người ta gắn vô 3V3, đầu này mình đi qua đây, đúng không bạn ha? Qua cái điện trở này, kéo qua bên đây, kéo qua bên đây, kéo xuống. Đây là cái đường dây của nó đây. Đó, kéo xuống, kéo xuống dưới khá là xa. Và khi chúng ta vẽ mạch thì cái chỗ nào mà nó xa như vậy chúng ta đánh nhãn cho nó khỏe nha các bạn ha. Hỏi mất công người ta phải lấy cây viết, người ta lần theo sợi chỉ như thế này rất là mệt. Rồi ở đây lại gặp một con IC74LS541 nữa, được chưa? 541 là con IC đệm, là ở đây mức 0 thì đây 0, ở đây 1 thì đây 1, được không các bạn ha? Như vậy thì quay trở lên trên, hồi nãy là làm sao để anh này ánh sáng, ở đây 3/3 thì đây mức mấy mới sáng được mấy bạn? Sáng tức là cái đèn sáng đó, được chưa? Thì đây mức mấy? Mức 0 đúng không? Mức 0 hay mức 1? Mức 0, tại vì mức 1 là 3/3 thì hai đầu điện áp bằng nhau thì dòng điện bằng 0, được chưa? À, rồi như vậy ở đây phải mức 0 thì đèn mới sáng. Rồi ở đây 0, nếu ở đây 0 thì ở đây buộc phải 0, được chưa bạn ha? Rồi như vậy là ở bên đây, kéo qua bên đây. Rồi ở đây lại có một cái đèn chỉ thị, được chưa? Có một cái đèn chỉ thị ở đây nữa, được không? Rồi ở đây người ta đi ra cái chân người ta gọi là Y01A. Rồi như vậy là ở đây Y01A là ở đây. Ok không các bạn ha? Và đây là chân BA7, được chưa? Đây là chân BA7. Như vậy là tôi nhìn thấy được người ta đánh nhãn là ở đây BA7, thì người ta đánh trên cái domino cũng là BA7 luôn. Các bạn thấy không? Để cho nó thuận tiện, đó là thuận tiện cho cái việc mà lập trình. Ở đây người ta cũng đánh BA7 luôn, được không? Thuận tiện cho việc lập trình, được chưa? Đó. Như vậy là tôi đã khảo sát xong cái module phần cứng ngõ ra, là để mà tôi sáng được cái đèn thì tôi sẽ phải tác động con vi điều khiển này là mức 0, được không mấy bạn ha? Còn tôi muốn tắt cái đèn thì tôi mức 1. Rồi tương tự như vậy thì mấy bạn sẽ vẽ cái module này, vẽ cái module tương tự như digital input nè. Mấy bạn sẽ vẽ ở bên đây là digital output dùm, được chưa? Từ con vi điều khiển ra IC là 74LS541, rồi qua cái opto, rồi qua tới cái domino này kia vân vân. Đó, mấy bạn sẽ vẽ, các bạn sẽ nhìn trên đây, các bạn vẽ lại một cái module nè, từ đây nè, đi ra đây, đi qua đây, đúng không? Đi qua đây rồi đi qua cái opto này, rồi đi qua đây. Được chưa? Đó, mấy bạn sẽ vẽ vô dùm trong cái báo cáo thực tập của chúng ta. Được không mấy bạn ha? Tôi vẽ demo cho các bạn một cái giống như ở trên này là cái input, thì mấy bạn vẽ xuống cái dưới cái output thử. Được chưa? Rồi, bạn nào mà khó khăn thì chúng ta có thể hỏi để tôi góp ý thêm. Rồi, đó là cái phần mà chúng ta gọi là cái khảo sát cái phần cứng nha bạn ha. Ta mới khảo sát để chúng ta nắm bắt, chúng ta hiểu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước số 2 là chúng ta sẽ đi xây dựng cái thư viện, được chưa? Chúng ta sẽ qua cái bước số 2 là chúng ta xây dựng cái thư viện để chúng ta viết ra cái thư viện ứng dụng.